Chào các bác nhá. Chào các bác đến với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Tân Ánh Ngọc Ánh, địa chỉ là Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Có nghĩa là thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Hàng thì luôn luôn là ship đi toàn quốc. Các bạn nhận hàng có quyền bóc ra, xem và kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Đấy gọi là hình thức ship hàng COD. Trong clip này thì xin giới thiệu với các bác một cái phụ kiện cho các bác tham gia săn bẫy, đó là một cái ba lô chuyên dụng. Đó là cái ba lô để đựng nào tròn. Thì như các bác đã thấy này, cái nào rất là nhiều. Nào tròn, nào bung. Đây là một cái mẫu nào tròn, nào bung dành cho các bác đi săn, đi bẫy gà, đi gác cung. Thì bản thân cái nào này ấy, nó đã có một cái áo rồi, nó có áo rồi. Mấy lần trước ấy thì nó có quay dây đeo của nó là theo kiểu sách tay, nhưng mà lô hàng này đã có quay đeo theo kiểu đeo sau lưng giống như ba lô. Nhưng mà một số các bác cũng rất là kỹ tính, muốn bảo vệ cái nào này nó tốt hơn một chút nữa thì shop mới nhập được cái mẫu gọi là ba lô. Cái này để giới thiệu cho các bác sản phẩm giới thiệu thôi. Số lượng cái ba lô này cũng chưa có nhiều đâu nhé các bác nhé. Đây gọi là hàng mẫu cho các bác xem, gọi là cái ba lô đeo nào và đựng thêm phụ kiện nữa nhé. Trong cái ba lô này tôi đã bỏ một cái nào vào rồi thì các bác thấy nó tròn trịa như này. Rồi tôi giới thiệu cho các bác chi tiết cụ thể một cái nhé. Đây cái này ấy, thì nó sẽ vừa cho các bác cái nào từ mẫu cao 1m đến mẫu cao 1m2. Thì điển hình là cái nào này là cái mẫu này là mẫu 90 1m2 đấy. Đó, thực tế đây này thì tôi sẽ đút thẳng vào trong này cho các bác xem. Đầu tiên là cái ngăn chính này, các bác quan sát này, chất liệu vải là vải kaki, màu ngụy trang lá cây khô rất là phong cách. Ở phía trong còn được lót thêm cái lớp mút gì các bác này, hai lớp nó rất là dày. Thì cái này nhiều khi là chấm chấm đen này là nó bị mốc ấy, bị hiểm nó mốc ấy, nhưng mà chắc không sao đâu. Để tôi cắt cái nào vào đây. Đây cắt nào vào đây, kéo khóa nó lại. Đây là cái ngăn chính để được nào nhá, ngăn chính nhá. Cái này thì nó cũng khá là dày, không phải là đút được cái nào không đâu. Đây tôi kéo thử lên cho các bác xem đã. Đây cái ngăn chính nó đã gọn gàng rồi, xong rồi còn tới hai ngăn phụ này. Ngăn phụ thứ nhất nó sẽ nhỏ hơn, có một khóa này, các bác kéo ra. Đối với ngăn phụ này thì giúp các bác, đây các bác nhìn này, nó dày hay không là nhìn cái đáy này. Cái đáy này nó phải tầm 4 phân đấy, là giúp cho các bác để phụ kiện, để điện thoại, để nước uống nhá, để cả giò bẫy được luôn. Đây là cái ngăn ngoài này, thì đối với cái ba lô này cũng để được khá nhiều thứ đấy, ngoài cái này ra. Đây là ngăn phụ thứ nhất nhá. Đến ngăn phụ thứ hai, nó sẽ ở phía trong này, nó to hơn. Vậy là sẽ nó làm từ thành từng tầng một đấy, từng tầng một đầu tiên này, cái tầng hai này, rồi đến tầng ba này. Đây là cái ngăn phụ thứ hai nhá, ngăn phụ thứ hai đây, khóa đây. Đây, các bác quan sát này, thì vải thì luôn luôn là, cái lớp này là gọi là hai lớp các bác nhá. Cái lớp ngoài này là vải kaki lá khô, còn cái lớp trong này là một cái lớp nỉ, cái lớp da chuyên dụng. Đây, lớp nỉ da chuyên dụng rất là dày. Đây các bác nhá. Đây. Đây còn cái đáy của cái tầng thứ hai đây. Đây, đáy tầng hai này cũng rất là dày. Đáy tầng thứ hai này là khoảng 5 phân này. Đấy. Thì cái ngăn thứ hai này giúp cho các bác cất được phụ kiện. Thì đối với các bác đi rừng mà một cái ba lô này là cũng để được rất là nhiều thứ, ngoài cái nào ra, cái nào ở ngăn to rồi. Ở trong này là sẽ đựng được giò bẫy này, đựng được loa điều khiển từ xa này, đựng được nước uống này, đựng được điện thoại này, đựng được nhiều cái phụ kiện khác nữa nhá các bác nhá. Thế còn bản thân cái ngăn chính mà đựng cái nào này thì nó cũng chưa có đầy đâu, nó chưa đâu, nó vẫn còn được cái diện tích nữa để cho các bác để thêm đồ nữa đấy. Có thể là các bác để được hai cái nào, ví dụ như là hai anh em cùng đi thì các bác nhét hai cái nào vào đây cũng được. Cái này rất là hay nhá, sản phẩm này sản phẩm mới, gọi là sản phẩm giới thiệu cho các bác, số lượng chưa có nhiều. Gọi là cái nào là cái ba lô đeo nào, cái ba lô chuyên dụng cho đeo nào. Cái còn hệ thống dây đeo này các bác nhìn này, rất là chắc chắn, bản to, đeo êm, có cái cỡ tăng giảm cho các bác lựa chọn phù hợp, ai dài ai ngắn thì có tăng giảm được nhá.
Đấy. Thế ngoài ra các bác không đeo thì vẫn có cái dây sách cho các bác. Đây, dây sách cho các bác. Còn không thì các bác đeo sau lưng. Rồi. Mọi thông tin chi tiết thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với lại shop theo các đầu số điện thoại đây nhá. Các bác cứ liên hệ trực tiếp, gọi số này không được thì gọi số khác nhá. Sẽ có anh em trong tổ tư vấn bán hàng trả lời cho các bác.